Em tên là Đào Thị Trúc Sinh, em là 15 tuổi, em học lớp 10 tại trường Trung học phổ thông Đức Phổ 1 tại Đức Phổ, Quảng Ngãi. Và mẹ em có mang ước là cho em được đi du học Úc. Và em có làm một công ty đi du học và bị rớt. Sau đó mẹ em tìm đến công ty du học Tân Đại Dương với sự giúp đỡ của chị Tròn, là chị hướng dẫn rất nhiệt tình. Chị đã bày cho mẹ em phỏng vấn và sau những ngày đó thì bên lãnh sự đã gọi cho mẹ em để phỏng vấn. Sau một ngày phỏng vấn thì em đã có kết quả là em đã có được visa đi du học. Và em rất là cảm ơn công ty Tân Đại Dương đã giúp đỡ em để em được có cơ hội để đi sang Úc học tập. Em sang Úc là em sẽ học chương trình trung học phổ thông tại trường Kielerdale. Sau khi hoàn tất chương trình trung học phổ thông là em sẽ tiếp tục học lên đại học.